Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay chạy channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Shooting Silver. Thì ở tập trước mình đã lấy được chiếc huy hiệu đầu tiên của vùng Kanto rồi. Thì bây giờ mình phải đi lên để đi lên thành phố này các bạn. Chỉ có một con đường duy nhất để đi các bạn ơi. Đó, chúng ta phải đi lên đây. Nhưng mà tới là Sabron City. Thì tại đây chúng ta sẽ có chiếc huy hiệu thứ hai là chiếc huy hiệu siêu năng lực. Rồi đây chính là căn cứ của hồi trước là căn cứ tiên rocket nè bạn, nhưng bây giờ là hết rồi. Hồi xưa thì đây là căn cứ của tiên rocket. Đây là những món đồ mà mình gửi từ lâu mà chưa nhận các bạn. Đâu, để bán cái gì? Loose ball và quick ball nữa bạn. À, có mua vài trái quick ball được. Có khi xui xui mình gặp những Pokemon nó ngứa tài lên bắt chơi. Ở đây thì bạn Red thì vô đây nhận một trong hai Pokemon Himonchan và Himonlith nữa bạn. Còn bây giờ đây là đảo quán bỏ trống thôi. Còn đây là cái station xe điện. Chúng ta cần phải có tấm vé. Thì tấm vé thì ở trong này người chị cho các bạn, cái nhỏ hồng này nè. Đó. Lúc này nó vẫn chưa mất cái con bò, cái gấu bông này nha các bạn. Một lúc sau mà nó mất á thì mình phải tìm lại cho nó thì nó mới cho mình tấm vé. Hiện tại thì chưa. Thành phố này cũng không có gì khám phá các bạn. Chủ yếu quan trọng là cái nhiệm vụ lấy tấm vé tàu thôi. Thôi, vô bêm gym. Vô đây thì Gengar cưng hết các bạn. Siêu lực thì Gengar vô bèm. Mình cũng chưa biết đường để teleport tới Gym Leader đâu các bạn. Đi bừa thôi.
Khi nào tới thì tới. Anh chịu sai sai nè. Tới rồi bạn. Có cả gấp black luôn. Tháng lẽ nó xài con gấp devil mới đúng. Tại gấp black là có thể giác đấu. Ok, easy. Chiếc quy hiệu thứ hai rồi. Ở bên phần Kanto này á, thì diễn biến câu chuyện nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha các bạn. Nó không có những câu chuyện chính như vùng Johto của mình. Tới đây là hầu như là chỉ có một vài lặt vặt câu chuyện nhỏ thôi. Mình tới thành phố nào là mình bem thành phố đó lấy gym mà bạn.
Rồi, đây là thành phố của Diêm Thịt Cỏ nè. Chỗ này chính là chỗ đổi sàn các bạn. Đó, EV 6 ngày 6 coi đổi được con EV. Đó, ông ta sẽ cho mình cái coi cây. Nên vô đây xem coi có bán cái gì không thôi chứ các bạn. Ông Sim Leader hay nước bên xem 4 nè. Như là cái mặt nạ các bạn. Mặt nạ của ba hệ Shatter xem 4. Ở đây không có bán đá tiến hóa nha các bạn. Đúng rồi, trong phần này nó hơi... Oh, what the fuck. Hồi nãy nó bị lỗi hay gì nữa các bạn. Ghi hồi nãy bị lỗi nữa rồi đó. Sell lại cái. Lỗi hoài các bạn, mấy cái hình ảnh này. Bởi chơi mấy gom hack mà nó không phải bản gom gốc thì nó hay cái bút này lắm, đặc biệt xuất hiện nhiều nhất là trên nền tảng ADS nha. Còn GBA thì hầu như là ít có khi xuất hiện cái tình trạng này lắm, hầu như không có luôn á. Chỉ có NDS là có cái tình trạng này các bạn. Ồ, có tầng 6 nữa. Thử lên tầng 6 thử. Sao chả bán gì hết. Chỉ có mấy cái máy bán nước tự động thôi. Thôi vô bêm luôn cái gym hệ cỏ này các bạn. Thời gian quay clip mình vẫn chưa hết. Bêm luôn cái gym hệ cỏ đi. Thank you.
cái trò này hay nha. Trời, nó lỗi không có tên luôn kìa. Gắt đấy. Thank you.
Qua bên này mình đã có được 3 chiếc huy hiệu nhẹ nhàng các bạn. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây. Các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.